chúc phúc chúng ta đến với Chúa, chúng ta chọn lòng mình, chúng ta hết lòng đến với Chúa trong giờ này để chọn lòng mình. Đến Chúa ngài có nhắc nhở chúng ta điều gì? Để Chúa nói rằng hỡi các tội nhân hãy rửa sạch tay mình, hỡi kẻ hai lòng hãy thanh tẩy lòng mình đi. Chúng ta hãy cầu nguyện trong giờ này. Chúng ta được Chúa ngài nhắc nhở điều gì để mà ăn năn với Chúa, để ma quỷ nó không có một cái cớ gì, một cái kẻ hở nào để nó kiềm cáo chúng ta. Huyết của Chúa ngài có quyền thanh tẩy chúng ta sạch khỏi tội lỗi. Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha yêu dấu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con có một Cha toàn năng ở trên trời, và ngài đang ở cùng chúng con, ngài đang đi cùng chúng con trên mọi nẻo đường, chúng con cùng bước trong thế gian này. Trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, con cầu xin sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở tại nơi này. Ôi Chúa ơi, Chúa nói với chúng con rằng nơi nào có hai hoặc ba người nhân danh Chúa mà họp lại thì Chúa con những anh em nào sáng hôm nay
Halloween, ngày khích lệ, ngày cao trang, để rồi họ lại tiếp tục vươn lên và bước đi trong sự tin cậy. Con cảm tạ ơn Chúa. Con dâng buổi nhóm này trong tay yêu thương của Chúa, nguyện xin sự bảo vệ của Chúa làm cho chúng con được an tâm và thờ phượng Ngài trong suốt buổi sáng ngày hôm nay. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thank you.
Tôi tin rằng khi mà chúng ta đứng đây, chúng ta ngợi khen Chúa mà quỷ nó rất sợ hãi. Tôi có một kinh nghiệm mới mẻ, đó là tai của tôi nghe được rằng ma quỷ nó rất sợ hãi khi mà có một người thờ phượng Chúa. Ma quỷ nó rất sợ cái thờ phượng thần, sự thờ phượng thần của chúng ta. Đôi lúc chúng ta thích lời, nhưng mà tôi tin rằng khi chúng ta thờ phượng tại đây, ma quỷ nó phải thối lui. Danh Ngài được tôn cao cả, sự vinh hiển Ngài trỗi cao hơn cả trái đất và đất trên trời. Khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, vì danh Ngài được tôn cao cả, sự vinh hiển